Sau khởi đầu đáng thất vọng khi để thua 0-1 trên sân của Galatasaray ở lượt trận mở màn, Lazio đã nhanh chóng lấy lại vị thế của mình khi vượt qua Lokomotiv Moscow với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ hai, qua đó vươn lên vị trí thứ hai tại bảng E của đấu trường Europa League mùa này. Tiếp tục với lượt trận thứ ba, họ sẽ có cuộc đụng độ với đại diện nước Pháp là Marseille. trước đối thủ được đánh giá có chất lượng và cũng đang là ứng viên hàng đầu cạnh tranh cho suất đi tiếp. Khó khăn là điều đã được sự báo trước về đại diện nước Ý. Tuy nhiên thì với những gì đang có trong tay thầy trò huấn viên Sarri, hoàn toàn có thể tự tin hướng tới một kết quả thuận lợi. Cụ thể lúc này chính là phong độ tích cực mà Lazio đang thể hiện khi thắng tới 3 qua 4 trận vừa rồi. Đáng chú ý hơn chính là việc họ sẽ được trở về với Olympico, nơi đợi chứng kiến 4 chiến thắng và chỉ hòa 1 sau 5 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa. Trong đó gần nhất là chiến thắng ấn tượng trước đối thủ rất mạnh là Inter Milan ở sân chơi trong nước. Không những thế sự ủng hộ cho đại diện sứ Mỹ ấm có đến từ chính đối thủ của họ. Cần biết rằng Marseille không phải đội bóng yếu, thế nhưng trái với giai đoạn thăng hoa đầu mùa giờ đây đội bóng này đang chơi hết sức bất ổn. Cụ thể như năm trận vừa qua họ chỉ có một chiến thắng, thậm chí còn để thua hai tại đấu trường Europa League thay trò huấn viên Sampaoli cũng gây thất vọng khi sau hai trận với chỉ kết quả toàn hòa và đang đứng tận vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Hơn nữa, việc phải làm khách ở trận đầu tới cũng là yếu tố đầy rủi ro với đại diện nước Pháp khi biết rằng phong độ thi đấu xa nhà thời gian vừa rồi của họ là khá tệ. Khi sau 3 trận toàn hòa và thua, riêng trước đó khi phải làm khách của Lazio, Marseille cũng thường xuyên gặp kết quả không tốt, cụ thể sau 3 trận đã thua hai và chỉ hòa một. Trên sàn giao dịch châu Á, về nhà cá xếp Lazio ở kèo chấp 3 phần tư cũng cho thấy sự khác biệt lớn giữa họ với vị khách đến từ nước Pháp và với những gì đang thể hiện hoàn toàn có thể trông đợi và đội chủ sân Olympico ở trận đấu tới Trong một diễn biến khác dùng được đánh giá là sẽ khá căng thẳng khi cả hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho xuất vào vòng knock out và khó tạo ra kịch bản tương bừng bàn thắng Thế nhưng trên thị trường mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra lại không đến nỗi nào là 2 1 phần 2 vì vậy vẫn hy vọng cho khả năng xuất hiện nhiều pha ghi bàn của trận đấu. Trong khi đó tại bảng H, một cái tên được chú ý là West Ham cũng đang hướng đến kết quả thuận lợi ở lượt trận thứ ba này khi có cuộc đụng độ với găng. Hiện tại sau hai lượt trận đại diện nước Anh đã có được 6 điểm và dẫn đầu tại bảng đấu trong khi ở phía đối diện đối thủ của họ mới chỉ có 3 điểm và đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với thực lực được đánh giá cao hơn. Chiến thắng được dự báo sẽ tiếp tục thuộc về thầy trò huấn viên David Moyes. Chỉ có một đôi chút ánh ngại khi trận này họ sẽ được chơi trên sân nhà trái với hầu hết các đội bóng khác khi đó được coi là điểm tựa thì với West Ham đó lại là nỗi lo sau màn trình diễn không tốt thời gian vừa rồi cụ thể bốn trận gần nhất họ đã thua hai và chỉ có một chiến thắng tuy nhiên thì may mắn cho đại diện nước anh khi bên kia chiến tuyến đối thủ của họ đang ở trong tình trạng còn tệ hơn Tính từ thời điểm cuối tháng 9 đến nay, Gang đã trải qua 5 trận trên mọi đấu trường với 4 thất bại. Riêng trên sân khách thì liên tiếp 3 trận vừa rồi cũng đã phải đón nhận kết quả tương tự. Chính vì vậy đây được xem như cơ hội không thể tốt hơn cho West Ham hoàn thành mục tiêu của mình. Trên sàn giao dịch châu Á, sự ủng hộ cũng được dành cho thầy trò huấn viên David Moyes khi nhà cái xếp họ ở kèo chấp lên tới mùa 1 1 phần 2. Trong bối cảnh mà hàng công vốn không được đánh giá quá cao lại cũng vừa trải qua trận đấu căng thẳng ở ngoại Anh với Everton, mức chấp này càng cho thấy giá trị của họ. Chính vì vậy đại diện nước Anh xứng đáng là cái tên để trông đợi ở trận đấu tới. Ở phương diện tổng bàn thắng mức kèo nhà cái niêm yết cho cuộc đội sức này lên tới 3 hòa nhưng vừa đề cập hàng công của West Ham không được đánh giá cao trong khi găng thậm chí còn đang thể hiện một bộ mặt tệ hại việc mức kèo được xếp như vậy là rất ấn tượng và đồng thời đem đến niềm tin cho khả năng bùng nổ của trận đấu vì thế mà mốc tài cũng là lựa chọn cho kỳ vọng ở trận đấu này.